tập luyện đường phố, tập luyện mọi nơi. Huấn luyện đường phố hay tập luyện đường phố là một hiện tượng thể thao xã hội tương đối mới nhưng hiện đang rất phổ biến. Nó bao gồm tập thể dục ngoài trời nói chung là trên phố, trong công viên, không gian công cộng. Tuy nhiên, bộ môn này không chỉ đơn thuần là rèn luyện thân thể, tạo thành một lối sống toàn diện và có một nền tảng văn hóa xã hội. Tập luyện đường phố bao gồm một loạt các bài tập được thực hiện, hình thành cơ thể và có được sức đề kháng và sự nhanh nhẹn hơn. Nó đòi hỏi kỹ năng, sự cân bằng và trên hết là sức mạnh. Các dụng cụ chính là cơ thể với trọng lượng của nó chống lại chuyển động. Là phụ kiện cho môn thể thao này, tất cả các loại thanh kim loại tìm thấy trong công viên cũng được sử dụng. Đây là một giải pháp thay thế miễn phí mà không cần đến tạ hay phòng tập thể dục. Các bài tập chủ yếu là động tác kéo, chống đẩy và ngồi lên. Sự cố gắng và sức đề kháng khi tăng lên của độ khó của bài tập tăng lên. Trong một số trường hợp, việc tập luyện thường xuyên biến thành một buổi biểu diễn sức mạnh thực sự và một màn thể hiện tinh thần thể thao. Ở thể loại tự do, thậm chí các pha nguy hiểm cực đoan cũng có thể thực hiện. Về nguồn gốc của tập luyện đường phố, môn thể thao này tập luyện sinh ra trên con đường phố vùng ngoại ô nghèo nhất nước Mỹ. Nó đã được hình thành bởi những người Mỹ gốc Phi trẻ tuổi trên đường phố và quảng trường, sử dụng môi trường đô thị một công cụ tuyệt vời để thực hiện các bài tập. Ngay từ những ngày đầu thành lập, Chick's Workout đã phát triển rất nhanh chóng và ngày nay nó cũng được thực hiện bởi nhiều thành phố châu Âu và thế giới. Các đường phố trở thành các phòng tập thể dục lớn và bất kỳ không gian nào cũng được sử dụng cho các môn thể thao này. Hiện nay, một mạng lưới đa dạng đã được tạo ra, trong đó không chỉ còn là người trẻ và chủng tộc da đen hoặc trong tình trạng bị xã hội loại trừ. Những người trẻ mệt mỏi với môi trường phòng tập thể dục đã tham gia, với những người rời đi gạt bỏ những định kiến của mình và muốn cống hiến hết mình cho công việc huấn luyện đường phố. Sự nổi lên của ngành y học trên toàn thế giới, phần lớn là do mạng xã hội, đã giúp nó hiển thị. Video các học viên đã lan truyền và tài liệu tham khảo cho nhiều người trẻ tuổi. Cách chính để học các bài tập trên kênh YouTube. Đây là cơ chế sử dụng truyền bá các phong trào và cho thế giới thấy những nơi thực hành bộ môn này. Nơi tốt nhất để cạnh tranh. Lúc đầu hoạt động, chỉ thực hiện trên đường phố với các đồ đạc tự phát. Nhưng từng chút một, nhiều không gian chuyên biệt hơn đã xuất hiện, với một cơ sở hạ tầng được tạo ra cho mục đích này, nơi diễn ra một số cuộc thi. Hiện tại, có rất nhiều cuộc thi chính thức, cả ở Tây Ban Nha và quốc tế. Các giải vô địch ngày càng hoàn thiện và tổ chức nhiều hạng mục hơn về phong cách và nam và nữ. Ở họ, cách tập đúng, có trọng. Điều này cho thấy bạn đủ sức để điều khiển các động tác khác nhau. Các cuộc thi chiêm nghiệm các phương thức khác nhau, ở phần thi tự do hoặc không tự do, các thí sinh có thể thực hiện kỹ năng của mình trong thời gian giới hạn. Trong khi phong cách tập luyện, âm nhạc và các bài tập phải kết hợp để thể hiện sự phối hợp, sức mạnh và sự sáng tạo. Phương thức độ bền người tham gia phải đạt đến giới hạn bằng cách thực hiện các bài kiểm tra thể chất khác nhau. Ở hạng mục sức mạnh, các vận động viên cố gắng vượt qua lực cản của nhiều lần nhất có thể. Và cuối cùng, ở chế độ căng cơ, người tham gia thực hiện các bài tập tĩnh với độ khó cao. Tập luyện đường phố và rèn luyện sức khỏe. Tập luyện đường phố được kết hợp với các bài tập thể dục dưỡng sinh, mặc dù chúng hoàn toàn giống nhau nhưng chúng có mối quan hệ rất thân thiết. Bạn có thể nói rằng tập luyện đường phố có nguồn gốc từ các bài tập thể dục dưỡng sinh. Calisthenics là một phương pháp tập luyện cổ xưa dựa trên cơ chế sinh học của con người. Nó tái tạo tất cả các chuyển động mà cơ thể con người có thể thực hiện và tăng cho đến khi đạt được bất kỳ mục tiêu nào. Loại hình đào tạo này tăng dần độ khó, mỗi người thực hành nó tiến bộ theo tỷ lệ trọng lượng riêng của họ, làm cho nó trở thành một hoạt động rất an toàn cho tất cả mọi người. Sự khác biệt chính là Calisthenics chỉ sử dụng các bài tập trọng lượng cơ thể, có thể thực hiện trên sàn hoặc các vận dụng như tạ và vòng. Nó là một phương pháp tập trung một chuyển động các nhóm cơ. Mặt khác, các bài tập đường phố kết hợp chuyển động sự căng thẳng và bùng nổ và thậm chí cả nguy hiểm, khắc nghiệt. Chúng là hai biến thể của một triết lý. Sau đây là một số hình ảnh tập luyện Calisthenics và Chick's Workout. Cảm ơn các bạn đã xem video. Hãy đăng ký và nhấn chuông để ủng hộ mình ở những video tiếp theo nha. Xin chào lại các bạn những video lần sau. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning. These ladies know that I'm sinning. And this is just the beginning. I'm closing in the ninth inning. There ain't no point in resisting. Living life like a dream. Live it right, that's the thing. Every night, got a team. I've been tied to the scene. Out on stage, here on screen. Okay, this a dream. And I pray as a team. One day, it'd be me. If I want it, then I'll get it. Head down, don't regret it. Push myself to the limit, if I play it, then I win it. I'm just saying, I'm just living for today, for a minute. I don't stay, I just visit, have no shame, I admit it. Looking right at me, to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now.
Silence all the haters as they see us making moves. I do what I want, so I got nothing to prove. Staying motivated, teaching others what to do. I'm staying focused, my mind is open. They start to notice that I'm in motion. There is no potion, you're not just chosen. It takes devotion to stay composed, man. Never stop, never stop, there ain't no time to fall. Try to live, get it up, you got one life to pour. Thinking big, never small, cause you gotta want it all. When you finally get the call, you get ready, take it on. Need a hand out, I already stand out. Starting to advance now, ready to expand now. You don't have a chance now, cause we're in demand now. Make it by the grand now, feeling in command now. They're looking right at me to see if I succeed, to see if I believe. They're looking up to me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. They want the best of me now, best of me now, best of me now, best of me. To see if I succeed, to see if I...